Hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại kênh Channel PT Nhật Đức. Thì hôm nay thì mình lại review cho các bác một siêu phẩm nhá. Mình phải nói là siêu phẩm luôn. Đây là chiếc Isuzu PRR đời mới nhất 2020, được độ rất nhiều đồ mạ chrome hàng của chuẩn của Thái nhá. Đây các bác này, viền vô lốc cánh cửa là tay mở cửa mạ xi nhá. Rồi là ốp gương mạ xi này. Đấy, ốp gương đầu này. Đấy các bác thấy không? Rồi là toàn bộ mặt chán này, độ viền body kit ở dưới này. Đấy các bác thấy không? Cần gạt mưa này. Cần gạt mưa. Chứ bất được gạt không sao. Rồi đôi về mưa cửa mạ chrome này, hàng gương này. Ôi chiếc xe tuyệt vời. Đây. Chụp mâm nhá. Đây mình sẽ đi vòng tròn chiếc xe của anh Khánh cho các bác xem này. Cản này, đấy. Mâm chụp rồi này. Đấy các bác thấy không? Rất nhiều đồ chơi xe cực hay luôn. Góc cạnh luôn đi kiếm không đen đấy. Đấy, lối tam giác thùng này. Đấy, và đây mình sẽ khám phá nội thất bên trong xe của anh Khánh cho các bác xem nhá. Đây, nội thất cabin của anh Khánh đây. Nội thất cabin của anh Khánh gồm thảm táp lô da này, trần da luôn các bác nhá. Rất đẹp luôn. Đấy, chiếc Isuzu RR đời 2020. Đấy, của anh Khánh. Đây, chủ nhân đây. Anh chạy rất nhiều đời xe rồi, xe nào cũng rất là giữ gìn luôn. Đấy, rất đẹp luôn các bác đúng không ạ? Bộ viền cô lốp này, tuyệt vời luôn. Các bác thấy không? Đẹp tuyệt vời luôn. Quá đẹp tuyệt vời. Cảm ơn các bác đã đến với video này. Các bác ở video tiếp theo. Tuyệt vời đúng không ạ?